Anh em nhé, thì là mình đã nấu xong rồi anh em ạ. Mình đang đợi nắp nồi đây, vào bê ra đây. Mình đang gọi để mình ra nha anh em. Đó, xong rồi, chín rồi. Chú thích ăn kiểu gì? Đây tương ớt đây. Nước đấy là nước Coca đó. Anh em ơi, thằng này nó cũng quen mình nè. Ồ. Vào đưa đây xin hợp. Công nhận là ngon thiệt nha anh em. Uống đó nó không ra gì nha. Mình sẽ bê ra đây mình ăn nha anh em. Mình sẽ mượn chỗ này của nhà bà Hạnh để mình ăn. Đâu? Đưa đây cầm máy cho. Không. Ồ. Không biết iPhone có cái quay như của Nam Nùn không nhỉ? Có đúng không? Hình như là có đó anh em ơi. Hoa Hoa Hiệp ơi, vào ăn mì nhá. Hình như Hoa Hiệp chê không ăn mì rồi. Chê mình nấu không ngon rồi. Mình đã tạm bát mì nha anh em. Mình đã tạm bát mì để mình lấy sức mình quay tiếp nhé. Bây giờ mình điện thoại nó cứ bị làm sao đấy nhỉ? Mình phải để xa xa ra mới được nha anh em. Thì mình sẽ ăn mì nha anh em. Này đến đi mua nữa. Trên văn phòng mình mua cái mì này về. Mì ngay ngoài ngõ bán. Mua vào mà nhỡ thì nấu ăn. Cái này để beo á. Để á. Cái này con bao nhiêu luôn mà. Mình làm bát thôi này anh em nhé. Chú mình bảo chỉ làm một bát thôi, nhưng mà thực ra chú mình làm rất là nhiều bát nha anh nhá. Chú mình bố láo lắm. Mình sẽ cho tương ớt vào đây nha anh nhá. Ú, rất ngon. Mình sẽ cho tương ớt vào đây nha. Chú mình nói cái quần què gì đó. Mình cũng không hiếu. Mời anh em nha.